chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com. Và hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm cao linh chi trong hộp gỗ đen. Như các bạn biết đấy, nấm linh chi là một thảo dược quý trồng trên núi xứ Hàn. Từ ngày xưa, các thầy thuốc đông y đã nghiên cứu ra các thành phần trong nấm linh chi có tác dụng bổ can chi, an thần hay là nó làm giảm đờm. Ngày nay thì nhờ khoa học tiên tiến, các nhà khoa học đã còn phát hiện ra trong thành phần nấm linh chi có chất đa đường, nó sẽ làm ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư và bồi bổ cơ thể. Chính vì vậy, sản phẩm nấm linh chi là một sản phẩm cần thiết cho mỗi gia đình chúng ta. Nhưng do cuộc sống ngày càng bận rộn, nên là việc đun nấu uống nước linh chi hàng ngày trở nên một vấn đề rất là khó khăn đối với mỗi gia đình. Chính vì thế nên là các nhà sản xuất ở bên Hàn Quốc đã nung nấu hàng rất nhiều giờ từ các cây nấm linh chi đấy để tạo ra sản phẩm cao linh chi nhằm đem đến một sự tiện lợi nhất cho cuộc sống của chúng ta. Và vâng, thưa các bạn, như Ngọc Hoa vừa nói thì nấm linh chi có rất nhiều công dụng đúng không ạ? Và cao linh chi này được chiết xuất từ nấm linh chi nên nó cũng có rất nhiều các công dụng. Thứ nhất ạ, nó giúp chúng ta điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu. Thứ hai, nó giúp chúng ta giải độc gan và thận. Đối với các anh đấng mày râu ạ, khi mà các anh liên tục phải tiếp khách, liên tục uống rượu bia, tức là chúng ta đang cho chất độc vào người, cho chất độc vào gan và thận chúng ta đấy ạ. Vậy thì khi các anh sử dụng cao linh chi một cách thường xuyên thì nó sẽ cải thiện cái chức năng gan và thận của các anh, vì nó đã đào thải các chất độc ở trong gan và thận chúng ta đấy ạ. Còn đối với các chị em phụ nữ chúng ta thì sao ạ? Nếu chị em phụ nữ sử dụng nấm linh chi một cách thường xuyên hơn thì nó sẽ giúp chúng ta trị mụn, trị nám tàn nhang. Ngoài ra thì nó cũng làm cho chúng ta đen và mượt tóc hơn. Đấy ạ. Đối với bố mẹ chúng ta, có phải là khi già thì hay bị mất ngủ đúng không ạ? Nếu như các bác mà sử dụng cao nấm linh chi thường xuyên thì nó sẽ chữa được chứng mất ngủ và suy nhược thần kinh hay là suy giảm trí nhớ. Vì trong cái cao nấm linh chi này, các thành phần của nấm linh chi có các thành phần để giúp an thần và tăng khả năng trí nhớ cũng như là bồi bổ thần kinh ạ. Ngoài ra thì đối với những người mà gầy yếu do sau một cơn ốm bệnh nặng hay là sau những đợt phẫu thuật thì chúng ta sử dụng cao nấm linh chi sẽ giúp cơ thể chúng ta hồi phục nhanh chóng. Ngoài ra, như Ngọc Hoa cũng vừa nói, trong nấm linh chi có thành phần chất đa đường giúp ngăn ngừa các tế bào ung thư phát triển. Vậy thì cao nấm linh chi này cũng vậy ạ. Nó có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, tăng khả năng miễn dịch của những người bị mắc bệnh ung thư. Đấy là toàn bộ những công dụng rất là tuyệt vời của cao nấm linh chi Hàn Quốc. Và sau đây thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cao nấm linh chi một cách hiệu quả nhất để đem lại sức khỏe tuyệt vời cho chúng ta. Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm cao linh chi trong hộp gỗ đen của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy tên nhà sản xuất là Samsung ở đây ạ. Và hộp thì được thiết kế rất là đẹp mắt. Ngoài thì chúng ta có thể mua về chúng ta sử dụng, thì chúng ta cũng có thể làm quà để đem đi biếu tặng. Đây, chúng ta sẽ mở cái nắp này lên ạ. Và bên trong sẽ là gồm 3 lọ con như thế này ạ. Và cách sử dụng thì sao ạ? Chúng ta sẽ mở nắp hộp ra này. Ở trong này nó sẽ có một cái nắp nhựa để đậy. Thì các bạn sẽ mở nắp ra. Đối với các trường hợp là phòng bệnh, tức là chúng ta chỉ uống nhằm mục đích là bồi bổ sức khỏe, thì một ngày chúng ta sẽ uống 2 lần. Mỗi lần chúng ta sẽ sử dụng cái thìa này bạn nhé. Để đong, chúng ta sẽ múc vào trong này và chúng ta đong pha ra cốc, pha cùng với nước ấm uống trước khi ăn 15 đến 20 phút. Còn đối với các trường hợp chữa bệnh như bạn đang có vấn đề về gan, thận hay là huyết áp, mỡ máu, hoặc là tóc bị rụng hay là mặt bị nhăn, lão hóa, thì chúng ta cũng dùng cái thìa này. Đấy là các trường hợp chữa bệnh. Thì ngày chúng ta sẽ uống 3 lần và mỗi lần là 2 thìa này, pha với nước ấm và uống trước khi ăn 15 đến 20 phút. Tùy vào khả năng bạn có thể uống đắng hay không thì bạn có thể cho thêm đường hoặc là mật ong vào theo sở thích và hương vị mà bạn muốn sử dụng.
Sản phẩm này thì lưu ý chúng ta không dùng cho trẻ em dưới 10 tuổi và phụ nữ đang mang thai hay cho con bú thì cũng không nên uống. Tuy là nó bồi bổ nhưng mà tôi cũng không khuyến khích các bạn sử dụng cho phụ nữ đang mang thai hay cho con bú sử dụng sản phẩm này. Vâng, thưa các bạn, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu với các bạn toàn bộ công dụng cũng như là cái hướng dẫn sử dụng cao linh chi Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi đó là chất lượng là uy tín. Vì vậy Corashop24h.com luôn luôn mang tới những sản phẩm chất lượng nhất để nhằm cải thiện sức khỏe của bạn cũng như là chính gia đình bạn, đem lại nụ cười và niềm vui cho mỗi gia đình. Đấy là tiêu chí của chúng tôi ạ. Khi các bạn nhận hàng, nếu như các bạn không thoải mái đối với sản phẩm của chúng tôi, các bạn có thể cho hoàn trả lại hàng cho chúng tôi. Chúng tôi có chính sách hoàn trả hàng trong vòng 7 ngày. Nếu như các bạn cần tư vấn thêm về sản phẩm cao linh chi hay bất cứ một sản phẩm nào của Hàn Quốc, các bạn có thể vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com hoặc liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0979 149 256 để được tư vấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.